Chào tất cả các bạn, mình là Nhật. Chào mừng các bạn trở lại với cái series về sử dụng Basic Code và MVVM Basic Code. Và hôm nay trong phần ngày trong cái video hôm nay chúng ta sẽ nói về việc làm thế nào để dùng cái Basic Code đó và làm việc với database. Cụ thể là trong cái video này mình sẽ nói về việc sử dụng cái thư viện là cái library đó. Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng gồm có một màn hình home và một màn hình register. Thì cái màn hình register này hoặc là chúng ta có thể đổi nó thành màn hình customer cũng được. Thì trong cái màn hình home chúng ta sẽ có một button là new customer. Khi mà click vào cái button new customer này, chúng ta sẽ mở ra cái register fragment. Trong cái register fragment này chúng ta có first name, last name và short description cho người dùng đăng ký cho người ta đăng ký trở thành một cái thằng customer bằng cách là điền các thông first name, last name và short description, sau đó bấm register. Khi mà nó bấm register thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thằng customer với các thông tin như này và như vào trong database, sau đó chúng ta back trở lại màn hình home. Ở màn hình home, khi mà trong database chúng ta có các cái customer thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái customer ra và chúng ta show ra một cái recycle field, một cái list field đó. Thì mỗi cái item đó thì chúng ta sẽ show là có first name, last name và cái short description. Thì khi mà click vào một cái item này thì chúng ta sẽ mở ra cái trang register này, mở lại cái trang register này và điền các thông tin vào đây, có first name, last name và short description đây. Và sau đó thì sẽ cho phép người dùng sửa đổi cái first name last name này nó. Và khi người ta muốn lúc đó thì cái button này không phải là register nữa, button này sẽ trở thành update. Và sau đó thì người ta có thể update các thông tin của thằng customer đó. Thì trong cái phần này thì chúng ta vẫn tiếp tục cùng sử dụng cái basic code. Các bạn có thể tìm thấy cái basic code ở đây. Còn ở cái link này, và mình sẽ để cái link này ở dưới phần short description. Thì các cái phần mà chúng ta sẽ làm thì cái phần này nó yêu cầu các bạn phải hiểu một chút căn bản về biết sử dụng một chút căn bản về Room. Thì đầu tiên là để làm được phần này thì chúng ta sẽ phải tạo ra một thằng customer entity. Cái thằng customer entity với các thuộc tính là trước tiên là có một cái ID, một cái có first name, last name và short description. Sau đó chúng ta tạo ra cái customer DAO để cung cấp các function để làm việc với database. Chẳng hạn như chúng ta sẽ get all next customer, insert customer, update customer và delete một cái thằng customer. Sau đó thì chúng ta tạo ra một cái thằng customer local service để cung cấp các cái service cho thằng customer repository này, để nó có thể get on hoặc là create hoặc là update một thằng customer. Và sau đó chúng ta sẽ làm việc với thằng register view model. Thằng register view model này sẽ sử dụng thằng một cái function create customer của customer repository. Còn thằng home view model này sẽ sử dụng cái function get on list customer thằng customer repository. Còn với home fragment và register fragment này chúng ta sẽ làm việc với nó để hiển thị các cái dữ liệu tương ứng. Thì bên cạnh đó thì chúng ta ngoài việc là customer entity thì chúng ta sẽ tạo ra một thằng customer model. Thì cái thằng customer model này sẽ được sử dụng bởi các cái thằng như là adapter hoặc là thằng register fragment này để nó sẽ thao tác với cái thằng này. Thằng này thì nó có ID này, có first name, last name và short description. Nhưng mà với ra thì chúng ta sẽ có một số cái hàm các function như là chúng ta sẽ có cái như là validate first name, validate last name, short validate short description và validate data, cũng như có một số cái function kiểu như là get a full name để cho thằng home fragment, cái home browser này nó sử dụng để show lên màn hình. Thì chúng ta sẽ có một cái thằng mapper để map giữa, để biến đổi giữa từ thằng customer entity này sang thằng customer model. Ở cái đoạn này thì chúng ta có thể tạo ra một cái class mapper riêng, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra một cái function trong cái thằng customer model này. Và tất nhiên là chúng ta có thể convert từ thằng customer model này ngược trở lại thằng customer entity để trong trường hợp chúng ta muốn update một cái thằng customer vào trong database. Thì cái phần phần source code thì sau khi các bạn download cái source code hoặc là clone nó về thì các bạn tạo ra một cái branch mới và các bạn sẽ làm việc. Thì ở trong cái source code thì mình đã set up sẵn, có để sẵn một số cái khai báo, chẳng hạn như cho thằng customer entity này mình đã tạo ra ở trong tất cả các thằng entity sẽ được để trong thư mục là data này, trong folder data và database. Và trong entity thì trong mình có khai báo thằng customer entity. Thì đối với một thằng entity thì các bạn sẽ phải tạo ra có một cái cú pháp được sử dụng cái annotation, đó là entity của thằng room này. Và sau đó thì các bạn đặt cái table name là customer. Nếu mặc định các bạn mà không đặt cái table name này thì nó lấy cái tên này. Ở đây mình có khai báo một cái enter cái ID này, thì mình
cho nó bằng không mặc định này, và nó là primary key. Bây giờ mình sẽ cần tạo ra tiếp là cái first name. Mặc định cháu bằng null và tạo ra một cái là last name. Đó, thì đây là phần của thằng customer entity. Đối với một thằng customer, khi các bạn tạo ra một cái customer entity thì các bạn nhớ là các bạn phải khai báo nó vào đây. Ở trong cái thằng khi các bạn nhìn trong cái folder database này của mình có một cái là apps database, thì các bạn phải khai báo nó vào đây bằng cách là liệt kê tất cả các entity của bạn vào trong này. Sau đấy thì trong cái này mình có tạo ra sẵn cái thằng customer TAO ấy, thì các bạn vào đây thì đầu tiên ở đây ông này thì chúng mình đã có cái function đó là viết ra cái function get all list customer. Bây giờ chúng ta cần thêm cái function nữa, đó là mình muốn insert một cái thằng customer entity vào đây. Thì đoạn này để insert update new create insert mình insert. Trong trường hợp thì ở đây nó có một cái là on config, thì mình sẽ chọn là on config chứ gì là replace, tức là khi mà có các bạn tạo chèn một cái customer mới vào trong database mà nó bị conflict, tức là nó đã tồn tại rồi, thì mình sẽ là thay thế cái thằng mới với bạn ở thằng cũ bằng của thằng mới. Với cái thằng insert này có thể mình có thể bỏ cái phần này đi và mình sẽ sử dụng nó cho thằng update đi. Thì đoạn này mình sẽ return long, đó là một cái ID, cái return một cái ID để mình sẽ long đi, một cái ID của thằng cái ID của thằng customer vừa mới tạo ra. Chẳng hạn như là bạn insert một cái thằng customer mới đầu tiên trong database thì nó sẽ trả về 1. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái function nữa là có thể là update đi, và cái khi mà update một thằng mới chẳng hạn update customer thì mình cũng chuyển một customer entity. Và trong trường hợp mà có thằng update nó mà trùng nhau nó replace, tiếp theo chúng ta có thể định nghĩa là một cái function ở cái là delete đó. Thì ở đây delete customer entity. Ok, vì chúng ta đang sử dụng cái thằng coroutine nên chúng ta tất cả biến tất cả cái này trở thành subspend function. Thì cái này đã được room nó support rồi nên các bạn chỉ cần thêm vào thôi, nó sẽ tự động nó sẽ tự động generate ra cái code tương ứng. Thì đây là đối với thằng GAO, nó có các function như thế này. Thì ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn có thêm các function khác, ví dụ chẳng như là lấy ra một list customer mà theo kiểu là có điều kiện sắp xếp theo thời gian, hoặc là sort sắp xếp theo thời gian, hoặc là lấy theo batching, tức là lấy bao nhiêu customer đó, thì các bạn có thể dùng cái query này và điền để các tâm xâm số chẳng hạn như là group by, sort by các thứ đó, thì các bạn có thể dùng cái query này ở trong thêm vào trong các phần query này. Tất nhiên là mỗi một khi mà các bạn tạo ra một cái GAO thì các bạn cần để mà truy cập với nó thì các bạn cần khai báo nó như thế này trong điểm này đó, khai báo nó bằng cái function này. Thì tất nhiên là nếu mà các bạn làm với database từ ban đầu ấy, thì các bạn sẽ phải tạo ra cái module của thằng Huge hoặc Docker đó, thì các bạn sẽ phải khai báo nó như ở đây, thì khai báo để cung cấp cho nó một cái đầu tiên là nắm nào để nói nó nắm nào để tạo ra một cái database, sau đó thì nắm nào để tạo ra một cái thể hiện của thằng DAO, bởi vì thằng DAO này là interface đó. Thì đây là cách chúng ta nói với thằng Hugh làm thế nào để tạo ra một cái thể hiện của thằng D, customer DAO. Các bạn phải khai báo nó ở đây. Chẳng hạn trong trường hợp các bạn có một cái DAO mới chẳng hạn như là catch DAO hoặc là keyword DAO chẳng hạn, thì các bạn sẽ cũng có thể phải tạo nó ra ở new interface ở đây và phải khai báo nó ở trong này đó, khai báo phải thêm cái function provide vào đây. Ok, sau khi các bạn đã có cái thằng DAO này rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái bước đó là chúng ta làm với customer local service. Thì trong cái ví dụ này thì nó mình chỉ có một cái TAO thôi. Cái TAO này thì nó chỉ trả về là một list customer hoặc là giúp chúng ta là insert cái thằng một thằng customer mới vào trong database. Thì tại điểm này chúng ta hoàn toàn có thể
nhét cái thằng DSAO này vào trong customer repository, bởi vì hay là chúng ta biến nó thành một cái dependency đó. Nhưng mà đối với một số ứng dụng ấy, thì cái thằng customer nó của service này rất là quan trọng. Chẳng hạn như là trong một cái ứng dụng mà mình làm ấy, thì có cái phần đó là chẳng hạn như mỗi lần mà các bạn search cái gì đó thì các bạn gọi API này, gọi API xong là show dữ liệu lên cho người dùng, và sau đó lưu các cái dữ liệu đó vào trong một cái file ở trong máy, và đồng thời sẽ lưu các cái keyword và cái cache đó vào các thông tin của cache đó ở trong vào trong database. Thì trong cái trường hợp đó thì các bạn sẽ trong trường hợp đó thì mình có tạo ra một cái là cái local service này, cái local service này nó sẽ cung cấp các function cho thằng repository này. Thì lúc đó thì thằng local service này nó sẽ có thằng 2 đến 2 thể hiện của DAO, tức là nó có cái catch DAO và cái thằng keyword DAO này. Thì trong trường hợp đó thì cái local service này rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ làm việc, nó sẽ chịu trách nhiệm làm việc với tất cả các thằng DAO để giúp cho thằng repository nó làm việc với thằng local storage, tức là lưu trữ dữ liệu local. Còn thằng trong đó thì thằng remote service này nó sẽ làm việc với lại thằng API hoặc là thằng REST retrofit ấy, để lấy dữ liệu từ trên server. Đó là trong các trường hợp mà các bạn sẽ chỉ quyết định rằng khi các bạn bỏ cái thằng local service này, trong trường hợp mà các bạn chắc chắn rằng trong kể cả trong tương lai thì các bạn sẽ không có thêm nhiều cái thằng kiểu nhiều DAO cùng một lúc ấy, thì các bạn sẽ nhét cái thằng DAO này vào trực tiếp customer repository. Nhưng mà trong ví dụ này mình sẽ sử dụng thêm một cái, tạo ra một cái customer local service để chúng ta làm việc. Các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hơi đọc lại một chút. Các bạn mở trong cái phần thằng service này, trong đấy có thằng customer local service này, thì các bạn tạo ra một cái thằng customer local service này, trong đó thì các bạn inject cái thằng customer DAO vào. Ở trong này thì các bạn sẽ tạo ra một cái function, đó là function create customer. Các bạn cần đầu vào là một cái thằng customer entity return long, các bạn return gọi đến function của customer DAO và create customer chuyển vào customer entity. Như các bạn thấy ở đây thì đối với function này, đối với một chương trình mà ví dụ đơn giản như này, thì các bạn thấy là chỉ tạo ra một cái function mà để gọi đến cái function của thằng customer DAO ấy, thì có vẻ như cái thằng customer local service này nó khá thừa thãi, đúng không? Nhưng mà như mình có thể hiện đây, đối với chẳng hạn những cái ứng dụng mà nó to hơn một chút này, như cái thằng customer local service này, khi mà chẳng hạn như gọi đến cái thằng forecast repository này, nó gọi đến function catch data này, thì cái thằng local service này nó phải làm việc cái thằng catch DAO để nó lấy về một cái catch entity. Sau đó thì nếu mà trong trường hợp mà có cái catch entity thì nó sẽ phải làm việc với thằng catch file until để nó lấy về một cái dữ liệu mà đã được các cái json đã được lưu trong cái file đó, và nó convert trở thành cái data để cho thằng thằng fragment có thể show ra được. Đó thì hay là trong trường hợp khi mà đã có dữ liệu thì cái thằng repository này tại điểm này này, nó chỉ gọi cái phương thức là shift data, thì cái thằng local service này nó sẽ phải tự động lưu cả cái keyword vào trong, sử dụng cái thằng keyword TAO để lưu keyword này, sau đó thì nó phải ghi dữ liệu vào trong cái file với gọi đến thằng cache file until này, và sau đó thì nó insert một cái cache entity vào trong bằng cách sử dụng cái phương thức của thằng cache DAO. Đó thì trong một cái ứng dụng mà nó to hơn một chút thôi thì các bạn sẽ thấy rằng cái tác dụng của cái thằng local service này. Sau đó thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên bỏ qua cái thằng local service này. Sau đó thì đoạn này mình có thể tạo ra một cái phương thức nữa, đó là get all customer, thì cái này là return là một cái list customer entity return customer geo và get all. Thì cái này thì trong đây là một phần ví dụ của trong đây là phần ví dụ thôi, thì chúng ta sẽ trả về tất cả các thằng customer. Nhưng mà trong một cái ứng dụng thực tế có lẽ chúng ta lại phải sử dụng cái badging hoặc là sort, thì đoạn đó thì các bạn sẽ chuyển một cái badging vào để chuyển một cái chẳng hạn như bạn mỗi một lần gọi chỉ muốn lấy 10 phần tử thôi, thì chúng ta sẽ phải chuyển cái badging vào. Thì cái nói về cái chủ đề này thì mình sẽ làm một cái video khác để khi chúng ta nói sâu hơn về room. Sau khi mà đã có thằng customer local service rồi thì chúng ta mở cái thằng customer repository ra. Thì trong thằng tất cả các repository mình để trong cái folder này nhé,
Thì các bạn ở trong cái này thì các bạn đang mình sẽ insert cái mình inject hai thằng là customer remote service và customer local service. Thì trong cái ví dụ chúng ta đang làm việc về với lại database thì cái remote service này chúng ta không không sử dụng, chúng ta có thể bỏ nó đi. Tiếp theo chúng ta tạo ra hai cái function, đó là suspend function create customer. Chúng ta cần một cái thằng customer entity và chúng ta chạy với lại dispatcher, thì chúng ta gọi đến cái thằng customer local service để chúng ta create customer và chuyển vào customer entity. Tương tự đối với thằng get all thì chúng ta sẽ tạo như này, thằng dispatcher này chúng ta return một cái chắc là không cần return customer local service trong get all. Thì cái đoạn này chúng ta đã xong cái thằng customer repository rồi. Thì chúng ta đã có được phần này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tạo ra các cái sẽ làm việc với thằng register này và tạo ra một cái giao diện như này và cho người dùng nhập các thông tin vào, và sau đó chúng ta sẽ gọi tạo ra cái thằng register view model, và register view model này sẽ gọi đến customer repository. Thì để mà đến được cái thằng register này thì trước hết chúng ta cần tạo ra một cái button là new customer button ở trong thằng home, sau click vào chúng ta mở ra cái này. Thì chúng ta sẽ mở cái source code này ra, thì chúng ta sẽ đầu tiên có thể close all này. Ta mở cái thằng home fragment này ra. Thì trong cái thằng này mình sẽ mở ra cái thằng fragment home padding. Trong cái này thì mình sử dụng cái data binding, thì mình có tạo ra một cái video ngắn nói về data binding, thì các bạn có thể tìm hiểu và các bạn hãy xem cái video Android data binding này của mình để hiểu căn bản về cái phần cách làm việc với data binding trong hợp các bạn chưa biết. Sau đó thì trong phần này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái button, thì bây giờ chúng ta sẽ button. Ok, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ mở cái string này ra. Chúng ta có cái add new customer rồi, chúng ta tạo ra cái button này, button. Và cái này đang ở giữa top 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 start and mình cho nó là end to end parent. Đây sẽ là add customer ID container new customer. Thì mình thêm một cái padding cho thằng này, padding từ DB. Ok, bây giờ chúng ta đã có một cái button, và theo đó thì mình nghĩ là mình sẽ thêm luôn một cái recycle view vào đây. Map parent grab content, ID sẽ là recycle view customer. Top button của thằng new customer và margin top là i2dp. Mình sẽ không để cái quyết này map parent nữa, mình nó không dp, và mình cho cái này là start. Start của parent, end của parent. Như thế thì nó sẽ cũng sẽ là width của nó sẽ là full screen. Ok, chúng ta đã có được cái phần giao diện của thằng home. Thì trong về phần này, trong phần home này, on create view này. Sau đó thì chúng ta xong cái phần on view create, thì đoạn này chúng ta sẽ lắng nghe một sự kiện là khi người dùng click vào cái button sẽ on click new customer, thì chúng ta sẽ mở đến cái thằng register fragment đó. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra có một cái layout là fragment register rồi, thì bây giờ làm nào để chúng ta mở đến, thì trong cái base code này mình đã setup để sử dụng cái nav rồi, thì các bạn mở cái main nav này ra, thì code to cái tool nó không. Mình thêm cái layout ở đây to ok, nó sẽ show cái mà cái HTML layout home vào đây, chúng ta dễ nhìn thôi. Sau đó thì mình bấm vào cái button này new destination này, chọn đến cái thằng register fragment. Sau đó thì mình cũng sẽ cho một cái tool
để nó hiển thị cái layout là from register ở đây. Bây giờ thì mình kéo nó sang bên này. Bây giờ để mà mở được từ bên này sang bên này thì chúng ta cầm, các bạn cầm đây, các bạn chọn, các bạn kéo sang. Như thế chúng ta đã có một cái, tạo ra một cái action để mở từ home sang register. Thì trong thằng register fragment này, tại cái điểm này thì mình, bởi vì là khi mà add new ấy, thì thằng customer của mình có thể là không cần pass một cái thằng ID sang. Ở trong trường hợp mà nó có một cái, khi mà nó có một cái list customer mà bấm vào đây thì nó sẽ có một cái ID sang đây, và trong cái thằng register fragment này mình sẽ gọi đến database để lấy ra các cái thông tin của các customer đó và đổ ra đây. Thì mình có thể tạo ra một cái là mình sẽ tạo ra một đối số nữa là cái IT, và kiểu của nó là kiểu long để for value của mình, nó để là mình để là -1. Vậy đi, mình nhấn add. Sau đó thì mình có thể close cái này vào rồi. Thì trong home fragment này làm nào để mình chuyển từ thằng fragment này sang thằng register fragment này, thì mình tạo ra một cái private function, đó là open register fragment. Thì có thể là có customer ID long mặc định là -1. Thì có một cái mình tạo để mà mở sang, mình sử dụng cái này, action có home fragment, mình chọn home fragment direction này, chấm đó. Thì cái này có thể add ID bằng customer ID vào. Sau đó thì mình gọi đến file app controller navigate và sử dụng vòng navigate bằng một cái action. Thì nếu như các bạn mà không không sử dụng, không thân thiện lắm với cái thằng sử dụng bằng cách như thế này, thì mình sẽ tạo cả cái điểm này một comment, và mình sẽ tạo ra một cái video khác để nói về, chúng ta nói về cái chủ đề mà dùng nap này. Xong đoạn này thì khi mà click vào cái new button này thì mình gọi là open register fragment và không chuyển vào cái gì cả, tức là tạo mới. Thì trong thằng register fragment này thì làm thế nào, trong đoạn này vậy thì nó là Android Entry Point thì thằng kia nó nhận được. Thì trong cái thằng register fragment này làm nào để chúng ta lấy được cái ID này, cái customer ID này, và chuyển nó cho thằng register view model. Các bạn mở cái thằng register view model này ra. Thì trong thằng register view model này thì mình có sẵn 10 cái function cho nó rồi. Mình trong này mình có một cái biến của mutable này data, xem là khi nào add customer succeed, cái current customer, và một vài cái function kiểu cho để check cái thông tin mà khi mà người dùng gõ vào bàn phím ấy thì check trên. Thì mình cái này mình có giải thích ở trong cái video này rồi, trong cái video về Android data binding rồi, các bạn nên xem cái video này để hiểu hơn về cách mình xây dựng cái sử dụng data binding để làm việc giữa XML và view model. Thì ok, đoạn này đầu tiên là mình sẽ cần có một cái private Interval Data Binding, Fragment Register Binding và Private Var View Model, nó sẽ là by View Model, Register View Model, Var by Nav Register Argument. Ok. Khi mà on create thì chúng ta sẽ gọi đến cái, chúng ta sẽ tạo ra một cái function là fetch data này và pass cái ID của từ thằng home gửi sang. Trong trường hợp mà không có thì cái ID là -1, chúng ta tạo mới, chúng ta sẽ gọi là view model fetch data và pass cái argument chấm ID này vào. Thì chúng ta on create view này, return database chấm. Data binding layout và container both. View model. Ok, nếu các bạn một lần nữa các bạn không hiểu đoạn này thì các bạn phải xem lại cái video về data binding. Khi mà on view created thì chúng ta sẽ làm các việc tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái register view model này. Thì tại cái thằng register view model này
Nếu như mà nếu mà cái ID nó bằng bằng trừ một L thì chúng ta sẽ post một cái thằng customer rỗng ra, customer rỗng ra, thằng customer này tên như đoạn này nhé. Như đoạn này thì mình có nói là có tạo ra một thằng customer mà tương ứng với customer entity này và có thể mapper sang đây. Đó, thì đoạn này chúng ta sẽ làm như thế nào? Cái đoạn này vì có cái của mình first name đã thêm và short caption nên trong cái thằng này, thằng customer entity này mình đã thêm cái phần cầm cái nữa nó là thằng short caption cho thằng customer entity và cho thằng customer thì mình có tạo ra một thằng customer có ID này, có first name, last name và short description. Sau đó thì mình tạo ra một cái function để map từ cái thằng từ mapper từ thằng customer này thành customer entity. Đấy, các bạn thấy này, từ customer này, trở thành customer entity. Đó, thì cái này các bạn có thể tạo ra một cái folder riêng ở trong cái thư mục data này và tạo thành cái mapper và trong đó các bạn có thể tạo thành cái customer mapper cả. Và các bạn cho cái code này vào trong đó. Đối với mình thì mình lại thích cái kiểu này hơn, đó là kiểu cái đoạn này khai báo nó luôn đây từ thằng customer, các bạn hay gọi là customer to customer entity và nó return một cái thằng customer entity. Ở trong cái thằng customer này thì mình cũng có tạo ra các function như là validate first name, validate last name, validate cái short exception. Nó đơn giản là check xem là nó có bị null hoặc là empty không. Validate data thì là khi mà người dùng đã nhập đủ ba first name, last name và short exception thì nó là data là validate. Mình cũng có tạo ra một cái function nữa là full name bằng cách là cho hiển thị first name và last name. Ngoài ra thì mình cũng có code thêm một cái function đây là extension function cho cái thằng customer entity. Đó là từ con biến đổi từ thằng một thằng customer entity sang một thằng customer. Đó thì như mình nói hai cái function này và function này các bạn có thể tạo thành ra một cái class mapper và cho nó thành mapper. Sau đó thì tiếp theo đến cái thằng register fragment ấy thì các bạn bấm vào cái thằng này thì đoạn này mình sẽ uncomment nó đi. Đoạn này mình đang comment cái này thì cái này mình đã tạo ra một cái phần giao diện sử dụng data binding thì đây cái giao diện này có một cái phần là edit text để cho bạn cho người dùng nhập first name, last name và short caption. Khi mà chưa nhập cái gì thì nó sẽ có cái warning text, có cái warning text ở đây thì khi mà người dùng đã nhập rồi thì nó sẽ các warning text này ẩn đi và nó sẽ enable button và cho phép click. Thì cái cách mà các bạn làm việc với data binding thì làm nào để cho các lắng nghe các sự kiện này, gọi đến function của các thằng thằng vmodel, một thằng vmodel ấy, thì các bạn xem trong cái video data binding nhé. Ok, tại điểm này chúng ta thử chạy thử ứng dụng chúng ta xem là nó sẽ như thế nào. Thì mình mong muốn là nó sẽ hiển thị cái button này, sau đó thì khi mà click sang nó sẽ mở ra thông tin này, nhập các dữ liệu xong thì nó enable button này. Được một chút. Bấm add đó, đây là mình home này, khi chúng ta bấm add new customer này thì nó mở sang cái bằng hình register này. Và lúc ban đầu thì bởi vì lúc mà tại điểm này nhá, chúng ta gọi đến phần mà thằng nó vào register fragment ấy, hoặc on create ta gọi đến fetch data nhưng mà chúng ta đang chuyển nó là trừ một nên tại vì cái ID là -1 tức là mới nên chúng ta đang tạo ra một cái thằng customer với này, rỗng. Đó thì khi mà first name và last name short description đang là rỗng empty đó, thì các cái warning message này sẽ hiển thị lên và nó cái button này bị disable cũng không click vào được. Chúng ta sẽ nhập các cái text vào này thì cái first name này nó bị disable đi này. Đó. Cái first name warning nó bị ẩn đi này, tương tự với thằng caption. Đó khi chúng ta nhập đủ ba thông tin này thì cái thằng tự nhiên thì nó ẩn hết tất toàn bộ cái warning này
và cái button register này nó được enable và enable lên. Thì thông tin chi tiết về cái cách mà làm như này thì các bạn xem ở video data binding. Thì bây giờ chúng ta mong muốn là khi người dùng click vào cái button register này thì chúng ta sẽ gọi đến cái thằng custom repository và tạo ra một thằng customer mới để nhét nó vào trong database. Thì đối với thằng các bạn mở cái thằng này stop này, thì trong cái button này, không button này mình đang gọi đến cái action là register action, và trong cái này thì mình sẽ gọi đến cái add new customer. Thì đoạn này bây giờ mình phải inject cái thằng customer repository vào. Đó, thì customer repository vào trong đoạn này thì mình chỉ cần đơn giản tạo ra là cái gọi đến show loading này bằng true và parent job bằng view model scope dot launch và handler bắt của handler vào đây. Sau đó chúng ta gọi đến customer repository customer và customer.to customer entity. Sau đó thì chúng ta register cái job finish, mà khi mà thành công thì chúng ta sẽ gọi để post một cái value cho cái thằng này, post value cho thằng add customer này. Thì chúng ta sẽ gọi là add customer sẽ post value một cái event true. Cái điểm khác biệt giữa cái thằng event này và cái thằng này ở cái điểm đó là các bạn click ở thằng event nhé, thì các bạn thấy đây là một cái class mà được được tạo ra như này, tức là các bạn khi bắt đầu bạn đọc ở đây thì chẳng hạn như lần đầu giá trị của nó là false chẳng hạn, các bạn post true thì lần sau nếu mà giá trị vẫn là true thì nó sẽ không gọi, nó không thể nó không post một cái value mà không gọi đến cái thằng fragment nữa. Đó nó sự khác biệt với thằng mutable và thằng live data này. Đó là cái function cho phần add new customer, đoạn này mình đã insert nó vào trong database này. Thì trong đoạn này mình sẽ lắng nghe cái thằng là view model chấm view chấm customer success observer view lifecycle event event observer. Các bạn lưu ý nhé, tại điểm này các bạn đang sử dụng cái này đang là event event boolean, thì đoạn này các bạn sẽ phải lắng nghe là event observer chứ không phải là observer như bình thường. Cho đó bạn nếu mà is succeed thì các bạn back lại màn hình trước, thì là file app controller bộ back stack thì nó sẽ quay lại trở lại màn hình home. Đồng thời thì mình cũng muốn lắng nghe các sự kiện như là register loading. Thì cái này là các function mình đã có sẵn ở trong kia rồi, view lifecycle mình đã code sẵn ra rồi, các bạn chỉ cần gọi thôi. Hoặc là mình có thể register all exception event view model view lifecycle đó. Như đoạn này đã ok rồi. Các bạn này chạy ứng dụng này để xem là nó có insert một cái thằng customer vào trong không. Thì tại tại vì cái màn hình home nó chưa hiển thị nên để mà biết được là nó có insert thành công không, các bạn mở cái app inspection này ra ở một lúc thì các bạn có thể nhìn được nó insert vào trong database. Bạn nhìn đây là phần database inspector này. Đợi một chút, mình show cái này, các bạn add new customer bấm vào đây, vụ dev bấm register. Ok các bạn, nó đã back từ màn hình register sang mình home khá là nhanh bởi vì thằng database này nó nhẹ mà. Các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào cái bảng customer này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, cái ID là không, first name là Nhật, last name là Vũ và description là Dev. Đó tức là trong tại thời điểm này trong database chúng ta đã có một chúng ta đã insert thành công một cái thằng customer. Đó, đó là phần mà để register một thằng customer. Bây giờ chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta làm việc tiếp cái thằng home này. Close out the tab. Đối với thằng home này thì để chúng ta hiển thị trong một cái list thằng customer ra đây, thì này thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái thằng là private var home view model by view model home view model
Adobe Moodle. Đợt này các bạn chèn nó là Android View Model. Đoạn này các bạn sẽ sử dụng đến cái thằng Private Inject, cái thằng Customer Repository ở đây. Các bạn sẽ tạo ra cái biến là Private var or Customer. Để cho đoạn này nhanh, mình sẽ tạm pause cái video lại một chút. Tại điểm này mình muốn thay đổi một chút, mình sẽ không sử dụng cái Home View Model nữa mà mình muốn tạo ra một thằng cái package mới, common, gọi là common, và trong này mình sẽ tạo ra một thằng customer view model. Mình có thể customer view model, customer view model class s. Trong cái thằng register, trong cái thằng register fragment này thì mình chỉ muốn tạo ra một cái đáng nhẽ cái function mà s register action này, thì mình muốn tạo ra một cách làm việc cho dễ dàng cho các bạn để tiếp cận thôi. Còn nếu mà trong ứng dụng thực tế thì cái đoạn mà register, khi người dùng click a button register ấy, thì mình muốn là nó sẽ gọi đến cái thằng customer view model, bởi vì mình muốn là tất cả các cái phần đó sẽ tất cả phần như là insert, update hay là get all đó, thì mình muốn, hoặc là delete cái thằng customer, thì mình muốn nó sẽ được xử lý bởi thằng customer view model. Bởi vì thông thường trong một ứng dụng của các bạn ấy thì chỉ có mỗi một thằng customer view model thôi, nó sẽ là activity view model và nó quản lý toàn bộ các cái thông tin liên quan thằng customer. Thì đoạn này mình sẽ là constructor này, private và customer repository, thêm cái inject cho nó là và extend to by view model. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra cái function private và on customer utilize is number utilize data để làm list của các thằng customer. Chúng ta sẽ cần import nó vào. Import cho nó tạo ra một cái thằng backfill là owns customer, nó là một knife data và nó cũng là một list của customer. Caster thế nào, owns customer. Ok, chúng ta tạo ra một cái function đó là get all show loading to và parent job. Register, so finish, varies, customer repository, get all. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ cần phải map cái thằng customer này. Đây là customer entity, entity. Đó, bây giờ chúng ta cần một thằng customer nữa. Chúng ta phải cần post non, chẳng hạn như này, là all customer.post. Và new chúng ta cần customer entity, chúng ta cần một cái list của customer, nó có thể map nó lại it.to customer. Đó, thì đoạn này chúng ta đã có, chúng ta sẽ lấy được về tất cả các thằng customer. Thì trong thằng home fragment này, đoạn này mình không sử dụng home view model nữa mà mình sử dụng cái thằng customer view model. Đó, thì đoạn này mình cũng không sử dụng view model nữa mà mình sẽ sử dụng activity view model. Điểm khác biệt đó là nếu khi mà các bạn sử dụng cái activity view model này thì tất cả các fragment trong cùng một activity sẽ sử dụng chung một cái thể hiện của thằng đó, của thằng customer view model. Ok, và mình muốn là mỗi một lần mà nó quay lại từ thằng mỗi một lần mà nó register xong ấy, thì nó bấm vào register xong nó back lại thằng home này, thì tất cả những thằng mà customer mới nhất sẽ được hiển thị lên cái list này. Có một cách là dùng live data đối với thằng room, nhưng mà trong cái phần ví dụ này thì mình chỉ cần tạo nó một cách đơn giản, cả một cách đơn giản là gọi phương thức get all trong on create view này, thay vì gọi cái nó get all trong phương thức on create on view created. Ok, thì on view created xong, bây giờ đoạn này thì tiếp theo là mình cần phải tạo ra mình chẳng hạn như là customer view model chấm all
mình điểm cái kia là private thì nó sẽ không được. Đây sẽ không được, không bị private được, không observer, all customer này, và mình observer nó chuyển một cái view này sang null bật này. Đó thì khi mà mỗi một khi mà có cái customer nó sẽ trả ở đây thì đều cần, bây giờ chúng ta cần tạo ra một cái home adapter, home adapter. Ok, để chúng ta show ra một cái, tạo ra một cái list như này. Thì bây giờ chúng ta cần tạo ra một cái thằng một cái layout, mình gọi nó là tạo ra một cái layout để sụp adapter vậy đi. Cho nó là một cái linear layout. Ok, add split. Mình sẽ sử dụng trong đoạn này, mình sẽ sử dụng cái data binding cho nó nhé. Data binding convert trở thành data binding. Cái này mình cho nó là grab content, có một cái khoảng padding là 6 dB. Đó, thì trong đoạn này mình sẽ có là một cái tick view map padding grab content, tick color sẽ là tick color, tick size sẽ là 14 SP. Sẽ có hai cái, một cái này là cho mình thêm một cái tool, đây, các biệt giữa cái tool này và cái Android này, đó là cái tool này nó chỉ làm, chẳng hạn như đối với trường hợp cái text này nó chỉ hiển thị cho các bạn trong quá trình các bạn dev thôi, nó không chạy app, nó không hiển thị thật. Thì các bạn có thể dùng cái này cho nó an toàn. Cái tool tiếp theo ở đây mình sẽ cũng tìm cái text, đó là chữ def thì mình để cho nó dễ nhìn thôi. Mark into 6 dB kiểu thế đi. Bây giờ mình muốn có một cái border đúng không, các bạn chọn border, chọn new border resource, background home, ở đây chọn là shift. Ok các bạn, cho một cái radius, corner radius cho là 6 dB để nó bo tất cả các góc. Stroke ở width là 1 dB và color sẽ là icon color normal. Ok, sau đó đoạn này thì mình thêm cái background vào đây, background out of the home. Ok, các bạn có thể nhìn thấy nó ở đây rồi. Ok, bây giờ làm nào để mình đổ được cái dữ liệu đó, đổ được cái dữ liệu của một thằng customer vào đây và lắng nghe được cái sự kiện onclick vào mỗi cái item này. Đầu tiên thì trong thằng home adapter này thì mình sẽ tạo ra một cái interface, đó là home adapter item listener. Trong này có một cái function đó là onclick item và bắt cái thằng customer vào đây đi, customer. Ok, và trong cái thằng này mình sẽ khai báo một thằng customer variable này, variable customer, type là customer. Ok, và thêm một cái thằng variable nữa, variable item listener. Home adapter item listener. Ok, xong. Thì cái đoạn này khi nó on click ở đây này, on click. Các bạn gọi như sau, item listener chấm on click và chuyển cái customer kia vào. Và cái này nó sẽ tự động gọi đến cái function kia. Đối với text view này thì các bạn Android text này, cái này là bắt một chiều thì các bạn là customer chấm full name. Full name này là cái function chúng ta đã tạo ra ở đây nhé, có first name và last name. Tiếp theo là của cái thằng short description này, các bạn tag này ở customer chấm short description. Ok, xong. Thì bây giờ tiếp theo là đối với thằng home adapter này thì chúng ta sẽ sử dụng nó extend từ thằng list adapter
Thì để có cái đấy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo ra cái thằng div class customer to extend the div until term item callback là customer implement hai cái method này return all item id bằng bằng với new item id thì item the same mình có thể dùng cái này các bạn có thể content so sánh nó bằng một cái cách khác nhưng mình thường dùng cái này cho nó nhanh. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái view holder, một class view holder mình gọi là home view holder, một cái constructor private và là cái data binding đó là adapter home binding và cái thằng này sẽ extend to recycle view view holder data binding chấm root. Ok, cái này mình cho nó là private private one from parent là một cái view group return một cái home view model tiếp theo chúng ta tạo ra cái data binding bằng adapter by.inflate inflator parent và for đó thì return cái home view model với thể hiện là một cái chuyển cái data binding vào cái này nó tên giống nhau nó sẽ rất là khó để nhận cho nó mình đổ tên chút và bằng home view model ok home view holder ok được rồi. Sau đó chúng ta tạo ra một function là function py, chúng ta cần truyền vào một cái thằng customer và một cái item listener. Sau đó thì chúng ta gọi đến cái data binding kia, chúng ta truyền cái thằng customer vào data binding chấm item listener bằng item listener. Sau đó chúng ta gọi data binding chấm sql ending binding đó, thì khi mà truyền này thì nó sẽ tự động hiển thị cái dữ liệu và lên màn hình và lắng nghe. Ok, đối với thằng home adapter này có một thằng constructor và item listener extend, thằng này sẽ extend the list adapter customer và home view mode home view holder customer deep until ok override hai phương thức. Đối với thằng này thì chúng ta chỉ cần gọi đến homeViewModel.fromParentReturn. Đối với thằng này thì chúng ta gọi là Holder.Bride GetItemPosition truyền vào cái item listener. Thì đối với cách này thì cái adapter của bạn sẽ được nó ngắn gọn và nhanh hơn. Cách sử dụng với adapter, data binding với adapter trong thằng home fragment này thì các bạn tạo ra một cái adapter đó private let interval adapter home adapter trong đoạn on view created này các bạn cho adapter bằng đầu tiên các bạn phải tạo ra một cái là item listener is bằng home adapter chấm home item listener và cho nó là kiểu object đi. Ok, implement và chúng ta lúc mà bấm vào đây thì chúng ta sẽ gọi đến là open register fragment với customer id bằng customer.id adapter mới này, adapter bằng home adapter item listener. Ok, gán cái adapter đó cho thằng recycle view adapter. Tiếp theo là chúng ta tạo ra một cái layout manager. Linear layout, chúng ta sẽ sử dụng linear layout đi. Linear layout manager require context. Linear layout. Manager.orientation bằng chấm vertical. Ok, gán nó vào với SQL chấm
để manager bằng bây giờ để mà tạo ra được cái khoảng cách giữa hai cái item này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thông tin tạo ra một cái driver, chúng ta gọi nó là home divider, ta chọn shape. Trong đống này chúng ta định cái một cái size width 12 dB, hay là 12 dB. Ok, giờ để chúng ta thể add cái item decoration này vào thì chúng ta thể là add canvas issue get driver require context chấm driver chấm home divider less và item decoration bằng item decor item divider item decoration require context divider item chấm vertical item decoration chấm set driver bằng recycle view chấm add item decoration bằng ok đó thì đoạn này home fragment có thể chạy này. New customer có vẻ là có gì đó sai sai à đoạn này chúng ta stop lại đoạn này không hiển thị lên bởi vì đoạn này chúng ta chưa submit cái needs adapter chấm submit cái needs đó thì phải submit cái needs đây thì thằng adapter này nó mới mới update cái dữ liệu được. Ok nó chạy lại. Bởi vì lần trước chúng ta đã tạo ra một cái thằng customer rồi. Đó, đây lần trước cũng có một cái thằng customer đây rồi. Nhật Vũ này, Dev này, add new một thằng mới nhá. John David thì ông này cho làm gì được? Manager đi. Kiểu thế đi. Bấm register này, bấm back này. Có một lỗi gì đó. SBC. Đó thì đoạn này customer.id. Ok để mình xem đó thì cái đoạn khi mà có một cái lỗi ấy, như này cái thằng register fragment này khi mà chúng ta đã register on exception event ấy, thì khi mà có một cái lỗi thì cái thằng nó sẽ được tự động xử lý nó sẽ được tự động show ra cái đoạn này đang không có cái tag ok và ok thì lại này đó bây giờ chúng ta sẽ xem tại sao mà nó lỗi ở cái đoạn này. Ok, sau khi mà debug ấy, thì mình nhận thấy rằng cái lý do mà mình không thể add được cái thằng customer ấy, đó là do mình quên cái auto generate này bằng true. Thì tại vì sao? Bởi vì chẳng hạn như lần đầu tại sao mà chúng ta add được ấy? Thì tại sao chúng ta add được? Bởi vì là trong thằng customer model ấy, thằng này customer model có cái function này chúng ta cho nó là cái lúc mà to customer entity ấy. Thì chúng ta mình nếu mà nó bằng trừ một thì mình return là không thì mình chuyển nó vào đây thì lúc đó thì nó insert thành công cái thằng customer với ID là không vào trong database nhưng mà khi mà cho thằng tiếp theo thì nó vẫn là chuyển cái thằng không vào nhưng mà khi mà chúng ta đổi thêm cái thằng auto generate này bằng true thì nó sẽ cái ID tự động được tăng lên thì nó sẽ không bị crash nữa. Đây chúng ta chẳng hạn thêm một cái nữa là Manisa designer đi designer. Ok register này upper đó thì giờ chúng ta đã thành công rồi. Ok đó là phần mà về em sử dụng basic code này về room. Còn một số cái trường hợp khác như là làm thế nào để mà mở lúc mà bấm vào cái event này bấm vào cái item này thì nó mở sang cái này và hiển thị được dữ liệu ở đây thì chúng ta phải gọi đến cái database để lấy dữ liệu và chèn nó vào đây thì các bạn có thể xem thêm ở trên cái phần source code này của mình ở trên này. Ok, bài cái phần của mình nói đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy nhớ đăng ký và bấm share cái video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.